Với quan điểm coi đội ngũ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Từ Sơn luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt, đứng trước yêu cầu đổi mới phát triển giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục thành phố Từ Sơn, một trong những địa phương trong top đầu về chất lượng dạy và học của tỉnh. Giờ dạy môn sinh học của cô giáo Đỗ Thị Chuyên, trường Trung học cơ sở Từ Sơn. Nhiều hình ảnh, video minh họa cho bài học đã được cô tìm tòi, vận dụng, đưa vào giờ giảng. Học sinh được tham gia trải nghiệm thực hành, trả lời bộ câu hỏi nhằm làm rõ nội dung bài học. Năm 2022, hưởng ứng phát động của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như ngành Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh với sản phẩm tư liệu điện tử về sinh sản hữu tính ở thực vật, cô Chuyên đã tham gia và đạt giải nhất toàn quốc cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất. Trong chương trình môn khoa học tự nhiên thì đặc biệt là môn sinh học của tôi thì kiến thức về thực tiễn rất là nhiều. Do đó tôi nghĩ rằng là thay vì mình truyền tải các kiến thức một cách khô khan thì có thể là lồng ghép vào đấy hình ảnh, video sinh động và thêm vào đó là các câu hỏi tương tác, các bộ câu hỏi, các trò chơi để học sinh hứng thú hơn. Thực tế là chúng con có thể học những tiết thực hành và áp dụng vào cuộc sống như đã có tiết đỗ, về đỗ trồng ra giá và con đã thành công trong việc là từ cây giá đấy con đã nuôi thành được cây đậu. Để có được đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt huyết gắn bó với nghề bằng nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, ngành giáo dục đào tạo thành phố Từ Sơn đã không ngừng quan tâm, đầu tư chăm lo phát triển đội ngũ giáo dục. Kết quả sự thành công của từng cán bộ giáo viên, ngoài sự nỗ lực trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân mỗi nhà giáo, thì luôn gắn với những chính sách quan tâm đầu tư bồi dưỡng của ngành học, đặc biệt với cấp học đặc thù nhất là giáo dục mầm non. Đặc trưng của giáo viên mầm non thì mọi người cũng đã biết rằng là giáo viên mầm non về cái thời lượng làm việc hàng ngày ở trên lớp cũng như là các công việc đối với chăm sóc giáo dục trẻ đối với các con thì rất là vất vả. Nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính vì vậy mà chúng tôi đã rất là cố gắng rất là nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn là các cấp lãnh đạo hãy quan tâm về các cái chế độ đãi ngộ cũng như là các phụ cấp dành cho giáo viên mầm non để chúng tôi có thể tâm huyết hơn với nghề. Từ Sơn hiện có hơn 2.500 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, trong đó có 2.033 biên chế với trình độ đạt chuẩn là 94,8%. Để đưa giáo dục của thành phố phát triển toàn diện, ngoài chính sách chung của tỉnh, thành phố cũng ban hành chính sách đặc thù, trong đó có việc xây dựng phát triển quỹ khuyến học khuyến tài Lý Thái Tổ nhằm động viên khích lệ học sinh, giáo viên có nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Đặc biệt là việc chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại. Làm tốt được cái công tác tư tưởng động viên khuyến khích đội ngũ để tạo sự đoàn kết, tập trung dân chủ, tạo động lực, ý chí vươn lên trong toàn ngành, thực hiện tốt được cái công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên, thực hiện tốt cái công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng cái mô hình điển hình, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp. Cùng với các địa phương trong tỉnh, giáo dục đào tạo thành phố Từ Sơn đang đứng trước yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập. Bên cạnh việc nâng cao tinh thần sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của bản thân, mỗi thầy giáo, cô giáo, thì việc quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được xem là yếu tố then chốt.